Hello, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ không có review cho các bạn những cái món hàng như những cái video trước nữa. Thì hôm nay những món hàng này là toàn là của mình thôi. Thì có những món thì mình tự mua và có những món là mình được tặng sinh nhật. Rồi bây giờ mình sẽ vào chi tiết để cho các bạn xem những cái món hàng mình được tặng ha. Thì trước tiên thì mình sẽ cho các bạn một cái đôi giày Burberry. Thì cái em này mình đã làm video trước đó rồi, cái video mình đã review được vậy đó rồi. Thì hôm nay mình được tặng, tại vì trước đó mình làm video mình nói là mình sẽ tậu đôi này trong năm nay, thì cũng may mắn là cũng đã có người tặng, thành ra là mình không cần phải mua nữa. Thì cái em này là size 42. Bây giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem ha. Bên trong thì nó có một cái dust bag và một đôi giày. Thì cái đôi giày này các bạn đã thấy rồi, cái video mình trước đó mình đã làm rồi. Đây là đôi giày mà mình đã từng rất là thích nó và muốn sở hữu nó, và có một hai ba trường hợp là mình không sở hữu nó được là vì có lý do. Thì hôm nay mình đã được tặng và đây là size 42. Thì các bạn nhớ nha, khi ta mang những cái dòng giày này á, chúng ta phải mang đúng size của mình. Ví dụ như size chân 42 thì chúng ta mang 42 luôn, nó như là size dép vậy là mọi người, 42 là 42. Còn những cái giày sneaker mà ôm sát những cái vải có ôm thì mọi người nên nới ra một size 43 hoặc là 44 đó. Thì chúng ta mang đôi này cũng như vậy, đôi này rất là dễ là phối đồ luôn mọi người đó. Đây là món quà đầu tiên của mình, và bây giờ tiếp theo là món quà thứ hai. Rồi đây trên tay mình là một cái món quà thứ hai, đây cũng là Burberry luôn, tại vì mình rất là thích cái thương hiệu này. Đây, một cái nón thương hiệu mới của Burberry nè, Thomas and Burberry, không rất là đẹp luôn. Đây là bên trong nè mọi người nè. Thì mình thấy năm nay thì cái 2020 á là thương hiệu Thomas và Burberry á, mình thấy là rất là đẹp luôn. Và giỏ sách là những cái thiết kế rất là đẹp, và cái giỏ sách mình có một cái giỏ sách nữa nhưng mà đang trên thì thực chất thì nó đã về rồi, và mình để hình cái bên để mọi người xem ha, tại vì do mình làm video hơi trễ mọi người đó. Thì cái em Burberry này mình thấy là cái vải của nó rất là ok, mặt sau chúng ta cũng có những cái khóa để chúng ta nới cái size đầu của mình ra. Thì cái em này là size, này là size M mọi người. Thì cái này mình nó cũng có nhiều size lắm, size S, M, L đó. Thì chúng ta lên form này thấy không, rất là đẹp luôn. Nói chung là nhìn rất là đơn giản, rất là tối giản, và nó sẽ hợp với những cái họa tiết của cái thằng Burberry này. Và đây là cái món thứ ba. Món thứ ba thì đây, cái áo này nó trông là quen thuộc rồi mọi người ha. Đó, họa tiết này bên hông cái tay áo á, nhìn rất là đẹp, rất là hay. Nó có màu đen mọi người, theo mình thì mình rất là thích màu trắng. Màu trắng thì nó sẽ hợp với là đôi giày hơn. Đây, thì cái em này cái kiểu như là nó sẽ có cái form bự, đa số là form bự không mọi người. Mình mang nó thẳng thụ xuống thì nó rất là đẹp. Cái này là mặt đó, nó che luôn cái mông của mình luôn đó mọi người, nó dài đó. Nhưng mà ở phần trên thì nó vẫn là vừa cái size của mình ha. Và đây là cái món cuối cùng, là một cái áo sơ mi họa tiết của thằng Burberry là mọi người nè, không rất là đẹp, tại vì mình rất là thích mặc cái vải này. Cái vải Burberry nó có hai loại vải nha mọi người, cái này thì kiểu như là nó sẽ mịn êm hơn, còn cái loại mà giống như kia nè thì những cái áo sơ mi mà tay ngắn á thì nó sẽ có cái vải kiểu như là nó sẽ có một cái chút dù trong đó mọi người, thành ra các bạn rờ nó sẽ nhám. Còn thằng này thì nói chung là nó giống như một cái áo khoác vậy đó. Mình nghĩ là cái vải này chúng ta mặc, chúng ta làm áo khoác nó sẽ hay hơn. Còn nếu mà cái áo mà tay ngắn hay tay dài mà cái vải của cái thằng kiểu như là nó có một cái chút ni lông vô á, thì chúng ta mặc sơ mi mà kiểu như văn phòng nó sẽ đẹp hơn. Còn thằng này nè, khi mà các bạn mặc cái này, các bạn phối với những cái áo này kiểu như là chúng ta mang thêm cái quần ngắn á mọi người, nhìn nó rất là đẹp, nhìn rất là gọi là kiểu như style luôn. Thì các bạn mang theo giày này nữa, hoặc là các bạn mang giày thể thao nào cũng được luôn, chúng ta mang cái vớ cao hay là vớ ngắn gì cũng đẹp luôn. Sơ mi này các bạn phối với cái áo này, hoặc là các bạn mang được cái này nhìn sẽ rất là đẹp luôn. Đó, thì đây là những cái áo mà mình đã mặc lên thử cho mọi người xem đó. Thì cái áo này chúng ta chỉ mặc để làm một cái phụ kiện khoác vào thôi thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn cái áo này mà chúng ta mặc mà kiểu như là ôm thì chúng ta nên chọn cái vải này, vải khác thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn áo bên trong thì chúng ta có thể mặc đi chơi cũng được, mặc ở ngoài cũng được. Thì chúng ta phối cái giày này và quần ngắn, hoặc là mang thêm một cái nón và một cái túi của Burberry cũng được nữa, nhìn nó rất là đẹp luôn đó, thấy không?
Nhưng mà cái em áo này, cái vải này mặc rất là thoải mái luôn, chúng ta không có sợ bị kiểu như là khó chịu hay là nóng. Còn cái vải mà của cái Burberry kia, sơ mi kia thì mình thấy nó cũng được, là vì mình không thích cái vải đó mặc kiểu như là nó sẽ khó bảo quản hơn là những cái vải này nó dễ bảo quản hơn. Rồi đó, đây là những cái phần quà mà mình đã được sở hữu trong tháng 4 này. Rồi và tiếp theo thì đây là một cái iMac mình được tặng. Đó, rất là to luôn, phiên bản 27 inch và 2020, phiên bản mới nhất luôn, màn hình 5K. Rồi bây giờ mình sẽ khui siêu nè. Đó, khúc này là mình rất là thích luôn, rất là đã mọi người. Đó, phiên bản 27 inch rất là to, thì mình xài bao đã bao phê luôn. Đó, thì cảm ơn ông anh đã tài trợ cho mình và đã tặng cho mình cái iMac này. Và mình còn nhận thêm một chiếc xe MSX nữa, rất là đã luôn mọi người ơi. Thì nếu mà các bạn thấy cái video này hay, nếu mà các bạn thấy những cái món đồ này đẹp, thì các bạn nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm vào chuông thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình luôn. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người.